Bên cạnh tôi đây là một mẫu đồng hồ mà hiện tại bên mình mới về hàng tại showroom của nội thất. Đây là một mẫu đồng hồ hướng tới những cái giá trị cực kỳ là đơn giản, những cái ngôn ngữ thiết kế vô cùng đơn giản. Giá trị cốt lõi đấy chính là sự tinh tế và hài hòa trong không gian. Hãy cùng mình đi xem một vòng xem mẫu đồng hồ này có những gì đáng để mua nhé. Đầu tiên khi nhìn vào, chúng ta sẽ thấy gì đầu tiên ở chiếc đồng hồ này? Đó chính là một thiết kế rất đơn giản, không cầu kỳ, không màu mè, cực kỳ cách điệu và tinh tế. Nó sẽ hướng tới những không gian là cũng theo kiểu đơn giản, không gian hiện đại. Đó, tính tượng trưng sẽ phù hợp với một đa số người dùng nhất định. Những ai thích màu mè, những thích cầu kỳ thì chiếc đồng hồ này sẽ không phù hợp nhé. Về tạo hình của nó thì giống như một bông hoa hướng dương, với phần ở giữa là mặt chính đồng hồ được sơn vàng đồng, đó, nhìn khá là sang. Xung quanh những chi tiết trang trí với màu xanh đậm, xanh nhạt, đó, nó tua nhìn giống bông hoa đúng không mọi người? Và cái kích thước của nó thì với hai chiều là 60cm nhé, và mặt giữa này là khoảng 18cm. Một chiếc đồng hồ tương đối nhỏ, màu gọn, chúng ta có thể dễ dàng treo trên tường như thế này. Với toàn bộ phần khung bằng kim loại liền mạch với nhau thì chúng ta cảm thấy yên tâm về cái độ bền của chiếc đồng hồ này. Cho dù rơi vỡ va đập thì nó không dễ bị hỏng đâu, và nó là một trong những chiếc đồng hồ giá rẻ đáng mua nhất hiện nay. Mọi người có nhu cầu quan tâm những sản phẩm thì hãy đến trực tiếp showroom để lựa chọn mua về nhé. Xin cảm ơn.